Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh youtube của chúng tôi. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc như Tân Hoa Xã, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, người sẽ bị xóa bỏ tư cách Ủy viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc CPPCC chính hiệp là ông Vương Tiểu Quân, cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ Tên lửa đẩy Trung Quốc CALT. Quyết định trên được xem xét và thông qua tại hội nghị chủ tịch lần thứ 13 của CPPCC tổ chức ngày 29 tháng 1 tại thủ đô Bắc Kinh, tiếp đó sẽ trình lên tại cuộc họp Ủy ban Thường vụ lần thứ 5 để phê chuẩn. Theo CCTV, chính hiệp không nêu lý do xóa bỏ tư cách ủy viên của ông Vương Tiểu Quân. Quyết định loại cựu lãnh đạo cơ quan nghiên cứu tên lửa khỏi chính hiệp toàn quốc được đưa ra sau khi ba lãnh đạo doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu khác bị loại khỏi cơ quan cố vấn chính trị của Trung Quốc. Trung Quốc đã nhắm mục tiêu vào các quan chức cấp cao trong lực lượng tên lửa và những cá nhân có liên quan. Ông Vương Tiểu Quân được biết đến với công trình nghiên cứu về chương trình không gian của Trung Quốc, bao gồm cả việc chỉ đạo phát triển dòng tên lửa Long Mark 7, Trường Trinh 7. Đây là tên lửa làm nhiệm vụ vận chuyển tiếp tế cho trạm vũ trụ Tiên Gong, Thiên Cung. Theo truyền thông Trung Quốc, người đứng đầu CALT cũng đã có sự thay đổi. Trước đó, Bloomberg dẫn thông tin tình báo Mỹ cho biết quân đội Trung Quốc đã triển khai những tên lửa chứa đầy nước thay vì nhiên liệu, trong khi các dãy hầm chứa lửa bị đậy bằng nắp không phù hợp, đó là một số nguyên nhân dẫn đến việc Trung Quốc miễn nhiệm và sa thải một số quan chức cấp cao gần đây. Bloomberg không tiết lộ nguồn tin, chỉ nói rằng theo thông tin mà tình báo Mỹ có được, gần một chục quan chức cấp cao của quân đội Trung Quốc bị miễn nhiệm và kỷ luật trong thời gian gần đây là do những sai phạm nghiêm trọng như vậy. Các nguồn tin tình báo Mỹ chỉ ra rằng, tình trạng tham nhũng trong lực lượng tên lửa và quân đội nói chung nghiêm trọng đến mức có thể sẽ buộc chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phải tính toán lại việc Bắc Kinh có thể thực hiện bất kỳ kế hoạch quân sự lớn nào hay không. Lực lượng tên lửa là lực lượng quân sự chính của Trung Quốc, chịu trách nhiệm giám sát kho vũ khí hạt nhân của nước này và là trọng tâm chính trong nỗ lực của Bắc Kinh những năm gần đây nhằm hiện đại hóa các lực lượng. Lực lượng này đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong bất kỳ kế hoạch nào của Bắc Kinh đối với đảo Đài Loan. Năm 2021, các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang xây dựng hàng trăm hầm chứa tên lửa mang đầu đạn hạt nhân ở sa mạc Tân Cương, cho phép kho vũ khí của nước này có khả năng cạnh tranh với Nga hoặc Mỹ. Các nguồn tin cấp cao dưới quyền ông Zelensky đảm bảo với Pravda rằng đến tối ngày 30 tháng 1, chưa có xác lệnh nào về việc cách chức ông Zaludny được chuẩn bị. Tuy nhiên, theo tờ Economist, điều đó không có nghĩa là vị trí của tướng Zaludny được an toàn việc loại bỏ một trong những nhân vật được yêu mến nhất Ukraina Ukraine sẽ là động thái gây tranh cãi và sẽ đánh dấu thời điểm then chốt trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Cho đến nay, Tổng thống Zelensky vẫn chưa thông báo tướng Zaluzny sẽ bị thay thế, nhưng điều đó không có nghĩa là vị trí của tướng Zaluzny được an toàn. Có thể đơn giản là người thay thế ông ấy vẫn chưa xuất hiện. Tờ Economist cho biết, tướng Zaluzny được đề nghị làm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia vào ngày 29 tháng 1, nhưng ông đã từ chối. Trong khi đó, tờ FT trích dẫn bốn nguồn thạo tin tiết lộ Tổng thống Zelensky đã đề nghị ông Zaludny đảm nhận vai trò mới là cố vấn quốc phòng. Đáng chú ý, hai nguồn tin cho biết ông Zelensky đã nói với ông Zaludny rằng dù ông có nhận chức vụ mới hay không thì ông vẫn sẽ bị sa thải khỏi vị trí hiện tại. Tin đồn bất hòa giữa ông Zelensky và ông Zaludny đã xuất hiện từ lâu và báo giới Ukraine từng nhiều lần đồn đoán về việc sa thải tổng tư lệnh. Hiện chưa rõ điều gì đã thúc đẩy tổng thống quyết định cách chức ông Zaludny vào thời điểm hiện tại vì tình hình ở tiền tuyến gần đây không có thay đổi đáng kể. Giới bình luận cho rằng nếu Tổng tư lệnh Zaludny bị cách chức, người nhiều khả năng được bổ nhiệm vào vị trí này nhất là ông Kirill Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine. Hiện chưa rõ kế hoạch thay thế của Ukraine giữa bối cảnh Nga tăng cường củng cố các vị trí trên tiền tuyến, trong khi cuộc khủng hoảng cấp bách nhất của Ukraine hiện không phải ở chiến trường mà là thuyết phục Quốc hội Mỹ thông qua gói hỗ trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ. Cuộc phản công của Ukraine bắt đầu vào tháng 6 năm 2023 đã thất bại trong việc xuyên thủng phòng tuyến Nga, trong khi một số ý kiến cho rằng Chiến dịch này đã bị phân tán sang quá nhiều trục. Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi, ông Zalutny nhận định với Economist rằng cuộc xung đột hiện nay đã chứng lại đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ mới từ phương Tây. Dù vậy, một vài ngày sau, ông Zelensky đã bác bỏ những đánh giá trên. Ông Zalutny là một phần của thế hệ sĩ quan đã nhận ra rằng quân đội Ukraine hiện đại cần phải loại bỏ những giáo điều quân sự cũ từ thời Liên Xô, vốn dựa vào những quyết định cứng nhắc, nặng nề nhất và đang tạo ra một mô hình giống NATO hơn, nơi một sĩ quan trước hết phải là nhà lãnh đạo. Ông Zaludny thăng tiến nhanh chóng từ vai trò ban đầu là chỉ huy trung đội, với vai trò là phó chỉ huy lực lượng chiến đấu chống lại lực lượng đòi độc lập ở miền đông Ukraine. Sau khi Nga xâm nhập Crimea vào năm 2014, ông lần đầu tiên được công chúng chú ý. Chính tại đây, những lý thuyết mà ông đã phát triển về cách chỉ huy hiệu quả đã được đưa vào thử nghiệm thực tế. Ông Zaludny nói trong một cuộc phỏng vấn với Economist vào tháng 12 năm 2022. Đối với chúng tôi, đối với quân đội, cuộc chiến bắt đầu vào năm 2014. Tôi đã đọc rất nhiều sách, Tôi đã tốt nghiệp tất cả các học viện với huy chương vàng. Tôi hiểu mọi thứ về mặt lý thuyết, nhưng tôi không hiểu chiến tranh thực sự có ý nghĩa gì. Giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA Bill Burns ngày 30 tháng 1 cho biết Ukraine có thể sẽ phải đối mặt với một năm khó khăn khi chiến đấu với Nga vào năm 2024. Ông Burns nói thêm rằng việc Mỹ cắt viện trợ cho Ukraine sẽ là một mục tiêu mang tính lịch sử. Theo quan chức Mỹ, Ukraine có thể khiến Nga phải trả giá đắt cho cuộc xung đột bằng cách tấn công sâu hơn vào phía sau tiền tuyến. Ông Burns cho hay, năm nay có thể sẽ là một năm khó khăn trên chiến trường đối với Ukraine. Việc Mỹ rút lui khỏi cuộc xung đột vào thời điểm quan trọng này và cắt đứt hỗ trợ cho Ukraine sẽ là một mục tiêu mang tính lịch sử. Thách thức của Ukraine là chứng tỏ cho Nga thấy rằng họ sẽ phải trả giá đắt nếu tiếp tục xung đột không chỉ bằng cách đạt được tiến bộ trên tiền tuyến mà còn bằng cách tiến hành các cuộc tấn công sâu rộng hơn vào phía sau tiền tuyến và đạt được những lợi ích ổn định ở Biển Đen. Bình luận của ông Burns dường như ám chỉ các cuộc tấn công vào các vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát hoặc tuyên bố kiểm soát ở Ukraine. Mỹ đã công bố gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự cuối cùng trong năm 2023 cho Ukraine với trị giá 250 triệu đô la Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm cách thúc đẩy Quốc hội phê duyệt khoản viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Tuy nhiên, các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ chưa thông qua đề xuất vì cho rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đang ưu tiên hỗ trợ cho Ukraine hơn là giải quyết các vấn đề trong nước như an ninh tại khu vực biên giới. Tuần trước, Washington Post đưa tin chiến lược mới của Mỹ trong năm 2024 không nhằm hỗ trợ Ukraine giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ đã mất. Washington Post dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ gần đây cho biết, vẫn còn chấn động trước thực tế, chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đưa ra một chiến lược mới, trong đó không nhấn mạnh đến việc giành lại lãnh thổ, mà tập trung vào việc giúp Ukraine đối phó những bước tiến mới của Nga, đồng thời hướng tới mục tiêu dài hạn là củng cố lực lượng chiến đấu và nền kinh tế. Khi cuộc xung đột sắp sửa tròn 2 năm, triển vọng quân sự của Ukraine dường như đang mờ nhạt họ đã từ bỏ hy vọng về một chiến thắng nhanh chóng và thay vào đó đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài. Một quan chức phương Tây làm việc về chính sách Ukraine tin rằng có rất ít triển vọng về một bước đột phá trong hoạt động của cả hai bên trong cả năm 2024, chứ đừng nói đến trong vài tháng tới. Thực tế này đã được thừa nhận ở Kiev, nơi Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố vào đầu tháng 12 năm 2023 rằng một giai đoạn mới đã bắt đầu. Sau khi thất bại với kế hoạch tái chiếm các khu vực rộng lớn ở phía nam, ông Zelensky đã ra lệnh cho quân đội xây dựng các pháo đài phòng thủ mới. Quan chức phương Tây nói rằng chiến lược phòng thủ tích cực, duy trì các tuyến phòng thủ nhưng thăm dò các điểm yếu của địch để khai thác cùng với các cuộc không kích tầm xa sẽ cho phép Ukraine củng cố lực lượng trong năm nay và chuẩn bị cho năm 2025 khi một cuộc phản công sẽ có cơ hội tốt hơn. Tuy nhiên, có một số yếu tố có thể quyết định vận mệnh của Ukraine. Nổi bật nhất trong số đó là sự bất ổn xung quanh vai trò hỗ trợ quân sự của phương Tây, bao gồm cả đạn dược mà Ukraine đang tiêu thụ. Lúc này, quyết tâm của phương Tây và liệu các đồng minh có thể và sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine hay không, ở mức độ nào vẫn là những câu hỏi bỏ ngỏ. Mặc dù các quốc gia châu Âu, bao gồm Anh và Đức, đang cung cấp một số hỗ trợ tài chính, nhưng Mỹ vẫn là nhà cung cấp hỗ trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine. Nhưng các đảng viên Cộng hòa cánh hữu tại Quốc hội Mỹ đang cản trở hàng chục tỷ đô la Mỹ tài trợ quân sự trong tương lai cho Kiev và sẽ không còn sự hỗ trợ nào nữa cho đến khi Quốc hội hành động. Ngay cả khi Nhà Trắng đạt được thỏa thuận với Quốc hội để mở rộng viện trợ cho Ukraine, dường như điều đó khó có thể mang lại bước nhảy vọt về năng lực và công nghệ cho phép Ukraine giành lại lợi thế một cách dứt điểm trong năm nay. Hoạt động tấn công mùa đông lần thứ hai của Điện Kremlin đã bắt đầu vào tháng 9 năm 2023, nhưng lần này Ukraine đã có sự chuẩn bị trước. Các cơ sở tích trữ năng lượng đều đã đầy, những nơi đặt hệ thống phòng không được khảo sát, các cơ sở hạ tầng bị hư hại vào mùa đông năm ngoái được sửa chữa và năng lực phòng không được bổ sung bằng những hệ thống mới của Mỹ trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Newsweek, bộ trưởng bộ năng lượng Ukraine German Galushchenko đã dẫn ra rằng sự chuẩn bị kỹ càng chính là cơ sở để ký ép vượt qua mùa đông đầy khó khăn. Bộ trưởng Galushchenko cho hay: "chúng tôi đã gần kết thúc mùa đông, vì thế chúng tôi khá tự tin". Ông Galushchenko giải thích: "năm nay ít nhất là trong giai đoạn này, chúng tôi không chịu tác động mạnh mẽ của các cuộc nã pháo vào các cơ sở hạ tầng". Dĩ nhiên, Moscow vẫn tiếp tục tấn công và các khu vực gần tiền tuyến hơn sẽ chịu tác động khi họ sử dụng các tên lửa S-300, pháo cũng như tiến hành các cuộc tấn công trên không. Với Kiev và các khu vực chiến lược khác tương đối xa tiền tuyến, các hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất là đã cho thấy khả năng phá hủy tên lửa siêu thanh Kinzha, những vũ khí mà Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi là không thể đánh bại. Ông Galushchenko nói, hệ thống phòng không trở nên ngày càng mạnh hơn, Năm ngoái chúng tôi không có nhiều hệ thống này, chúng tôi không có Patriot. Theo ông, họ, tức là Nga, đã sử dụng những vũ khí tiên tiến như Kinja và tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng bằng vũ khí này. Ở giai đoạn đó, chúng tôi không có hệ thống có thể bắn hạ Kinja, nhưng hiện nay Patriot đã cho thấy hiệu quả trong việc đó và đây là điểm rất quan trọng. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine cũng cho biết, mùa đông năm ngoái, Ukraine chứng kiến các cuộc tấn công ngày đêm nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng. Năm nay, tần suất các cuộc tấn công của Nga đã giảm bớt và mức độ phá hủy cũng ít hơn. Ukraine hiện có ít nhất 3 hệ thống Patriot, hai hệ thống đầu tiên do Mỹ và Đức cung cấp vào mùa xuân năm 2023. Berlin cũng cam kết hệ thống thứ ba sẽ được triển khai ở Ukraine vào tháng 12 năm 2023. Wall Street Journal đưa tin vào cuối tháng 12 năm ngoái, Ukraine có tổng cộng 5 hệ thống đang hoạt động số lượng chính xác và vị trí đặt các hệ thống trên là bí mật quân sự được bảo vệ cẩn thận một hệ thống patriot có thể được sử dụng cơ động triển khai tới nhiều vị trí khác nhau tương đối gần tiền tuyến để phục kích chiến đấu cơ nga tuy nhiên vai trò chính của patriot là bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng và các trung tâm đông dân yuri inat người phát ngôn lực lượng không quân ukraine cho biết chỉ patriot mới có thể bắn hạ các tên lửa kinja mà moscow ưu tiên cho các mục tiêu cố định giá trị cao Ông Andriy Jemak, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhận định với Viện Hòa bình Mỹ trong một sự kiện hồi tháng 12 rằng thành công của Ukraine với các hệ thống Patriot đã cho thấy hạn chế của vũ khí tiên tiến nhất của Moscow. Ông Jemak nói, trước khi Ukraine bắt đầu sử dụng Patriot, không ai có thể chắc chắn rằng Patriot sẽ phá hủy bất kỳ hệ thống tên lửa nào, nhưng sau đó chúng đã phá hủy mọi thứ. Mặc dù hệ thống Patriot phát huy hiệu quả trên chiến trường nhưng vẫn còn mối lo ngại về chi phí và mức độ sẵn có của các tên lửa đánh chặn. Một hệ thống Patriot có giá tới 4 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, Kiev Post đưa tin Ukraine có thể phóng từ 8 đến 10 tên lửa cùng lúc khi Nga tiến hành ném bom. Do đó, kho tên lửa của Kiev đang nhanh chóng hao hụt. Mỹ đang tìm kiếm nguồn cung tên lửa mới cho Ukraine. Vào tháng 12 năm 2023, Nhật Bản bắt đầu xem xét việc xuất khẩu tên lửa đất đối không Patriot cho Mỹ nhà sản xuất Patriot là Boeing đang lên kế hoạch mở rộng khả năng sản xuất thêm 30% để đáp ứng nhu cầu mới, trong khi NATO cũng đang chờ mua thêm 1.000 tên lửa. Ông Galushenko nhận định việc duy trì nguồn cung tên lửa đóng vai trò quan trọng cho an ninh và chiến thắng của Ukraine.